Và sau đây là lời cảnh tỉnh của tác giả Nguyên Tống chia sẻ trên trang Facebook cá nhân vào ngày 8 tháng 8 về những bản tin trên 700 cơ quan truyền thông của đảng. Mời quý vị cùng chia sẻ. Tự mà tỉnh thứ cường mì. Bà có thể không biết tiếng Nga, nhưng nhìn con số trong bài báo thì cũng biết là Nga chỉ tiêu diệt được một kho vũ khí chừng 45 tấn. Có khi là một chiếc xe tăng 45 tấn đã bị báo Nga thổi lên thành một kho vũ khí rồi. Ấy thế mà sang đến Đông Lào thì nó còn được thổi lên 1.000 lần, thành ra là 45.000 tấn. Chỉ chừng đó thôi là đủ để người có não, biết đọc, biết viết phải suy nghĩ lại xem hàng ngày họ đang phải đọc, phải nghe cái gì, có bao nhiêu phần trăm sự thật trong đó. Sâu xa hơn nữa, hãy nghĩ xem vì sao dân ta không được dạy ngoại ngữ đến nơi, đến chốn để có thể tự mở mang đầu óc mà chỉ được đọc hay chỉ đọc được bằng tiếng Việt. Nếu không có mạng xã hội thì tất cả những gì dân ta được đọc là hơn 700 tờ báo, đài, TV có chung một tổng biên tập là Ban Tuyên giáo. Cũng nói theo một định hướng, tự mà tỉnh thức cơn mê thôi, chứ không ai có thể giúp bạn được đâu.